Anh muốn tôi cho anh đo đất thêm một lần nữa đúng không? Sợ thế. Tôi thách cô đấy. Mà có loại đầu óc như cô, nếu không nói ra có lẽ cô cũng sẽ không bao giờ biết đâu. Cô nghĩ cô dễ dàng cho tôi đo đất thế à? Mơ. Đấy là do tôi đấy. Không tin à? Đánh nhau không? Để xem dùng hết sức có đánh được ai. Thế cho nên ý, cái loại võ biển như cô thì phải mở to mắt ra mà quan sát mọi thứ xung quanh. Anh còn nhiều điều thú vị lắm. Này! Anh làm cái trò gì đấy hả? Hả? Bị điên à? Sao? Bị điên à? Tức à? Khó chịu à? Thế anh cho em hôn lại nhé. Lần sau mà còn dở trò nữa ấy, tôi sẽ cho cái bản mặt của anh biến thành quả súp lơ đấy. Tối nay Ngọc đi cùng với ông đến nhà chú Lâm ăn cơm nhá. Ông ơi. Ừ? Ông không hẹn trước nên tối nay cháu có việc bận rồi ạ. Không thích đi với ông chứ gì. Hôm nay bên nhà anh Lâm có việc gì ạ? Cũng không có gì. Chẳng qua là Cao Dược có chú Lâm là người có công, có sức. Giờ lại là cổ đông lớn. Bố cũng giả soát hết rồi. Chỉ có gia thế của chú Lâm là thích hợp với gia đình nhà mình. Hai đứa con của chú ấy cũng chưa lập gia đình, nhưng cũng rất ưu tú đấy. Anh Lâm có một trai một gái phải không bố? Ừ. Bố sẽ đưa cả thằng Chí đi. Bố, Chí thì con không nói, nhưng còn con bé Ngọc, nếu bố tính đến chuyện hôn nhân thì bố phải bàn với con chứ. Ông ơi, cháu vẫn còn trẻ lắm ạ. Cháu chưa nghĩ đến việc lấy chồng đâu. Có phải con và các cháu cho là bố áp đặt có đúng không? Nhưng bố không còn nhiều thời gian. Thu xếp được cái gì thì thu xếp. Ngoài ra bố không ép cơ mà. Dù sao đây cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ, chỉ là một bữa ăn. Bố cần phải gặp, quan sát, tìm hiểu, rồi sau đó có tính gì mới tính. Ông ơi, hay là ông cứ qua nhà chú Lâm trước, còn Chí với Ngọc thì để sau được không ạ? Cao Dược, nếu đứng trước một cơn sóng to gió lớn mà được chú Lâm ủng hộ thì đó là một điều yên tâm nhất. Mà để có được sự ủng hộ đó thì không gì thuận lợi bằng nếu là người cùng nhà. Đó là điều ông mong muốn nhất. Và cháu yên tâm, không bao giờ ông đẩy cháu gái của ông vào bất hạnh.